Hà Nội dự kiến sẽ lắp đặt hệ thống giám sát tại các bến xe khách trên địa bàn và một số điểm trọng yếu trên các tuyến vận tải để phát hiện và xử lý xe khách vi phạm. Theo các bến xe tại Hà Nội, vi phạm dừng đón khách trên đoạn đường trước cửa bến diễn ra phức tạp và việc xử lý rất khó khăn. Do đó, trang bị camera theo dõi, ghi hình và xử lý nguội là biện pháp thiết thực để ngăn chặn tình trạng trên. Tuy nhiên, cũng nhiều ý kiến cho rằng việc lắp đặt camera chỉ giảm thiểu được phần nào, xe khách vi phạm sẽ chuyển sang hoạt động đón khách tại các địa điểm khác. Trên tuyến đường vành đai 3 trên cao được trang bị hệ thống camera, tuy nhiên các xe khách vẫn ngang nhiên dừng đón trả khách sai quy định tại các điểm mù của camera để tránh bị phát hiện. Tình trạng này diễn ra thường xuyên và đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để.